Bây giờ thì Vico sẽ thay đồng. Vâng. Mở cái clip tiếp theo cho đọc xem ha. Ở đây là đâu vậy? Cái cầu hồi nãy á. Cầu ở trên Phú Thọ. Đúng kiểu nhà miền quê xưa. Ông bà của Đông. Hồi trước là Đông ở nhà ông bà một thời gian. Trời ơi, sao giống giống Đông. Giống luôn. Giống đây là Bãi Mộc. Bãi Mộc bây giờ nó là xã Tân Đức. Cháu đi học từ tiểu học đến trung học, cháu rất cần cù, về nhà cũng giúp đỡ gia đình chịu khó. Và rất quan tâm đến ông bà thôi, là cứ về ngay ở cái thời kỳ ở Nhật thì về đây là cũng dễ qua vào đây thăm ông bà từ trước. Tôi thì nói chung tất cả các cháu nội ngoại như nhau. Thì cháu Đông là cố gắng là ngoan ngoãn và tiếp tục là học tập cho tốt. Ông bà rất là phấn khởi để ông bà sống thêm mấy đâu là 10 năm nữa. Bà thì là mong cháu giữ gìn được sức khỏe này. Cháu cố gắng học hành, mai kia học xong thì là xây dựng gia đình, có con bế bồng về cho bà nhìn thấy. Đấy. Bác chúc Đông học tập thật tốt để nay mai này thành tài bà. Để về bà là ai? Cho đất nước để giúp cho bố chị mẹ của và mẹ gia đình nhá. Lúc nào có vợ có em bé thì đón đi sang nhá. Nhớ giữ tên sức khỏe nhá. Rồi cả đại gia đình luôn. Chị nghe nói là em có khoảng thời gian là xấu với ông bà đúng không? Thì lúc em 7 tuổi. Lúc 7 tuổi là bắt đầu qua sống với ông bà? Thì lúc 7 tuổi. À, từ nhỏ cho tới lúc 7 tuổi? Chỉ cũng khoảng nửa năm. Năm lúc em 6 tuổi và cùng với mẹ. Bố mẹ có xuống ở lại hầu như ở với ông bà. Vì những cái năm đấy là xã em với ông cũng nói rồi, xã mập cái ạ. Thì lũ lụt thường xuyên, nhà thì cứ mất liên tục. Nhà đầu tiên em nhớ là mất lúc bị lở đi là lúc em 3 tuổi. Chỉ cần 1 năm sau nhà em chuyển đi tới, tính đến nhà hiện tại bây giờ phải tầm lần thứ 6 hay lần thứ 7 thì 6-7 lần chuyển nhà trong vòng chỉ có 4 hay 5 năm giờ. Đến lúc nào ông bà Trinh còn khóc đỏ mắt đỏ mũi. Để em ở cùng chăm sóc em học đến lớp 2 để bắt đầu mới về với bố mẹ. Ê, Miko Chan và Đông Chan, chào các bạn. Chào các bạn. Rồi, được chưa? Rồi, được. Sẽ ở ra kiểu bạn gái hơn cô giáo. Đi mua sắm và con phố này là phố mua sắm sầm uất nhất ở Osaka. Dotonbori, nơi tụ tập rất đông khách du lịch và là khu phố sầm uất nhất ở Osaka với các bảng hiệu lớn được bày xếp san sát nhau. Cái con phố này nhìn đã quá ha. Nhiều cửa hàng chứ nhờ. Đây là món ăn gyoza ấy. Bé á. Nổi tiếng nhất ở Osaka. Bánh xếp hả? Đây là nhà hàng Kuidaoji, một nhà hàng nổi tiếng ở Osaka. Còn búp bê may mắn tên là Kuidaoji Taro. Hai người phát hiện cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Đây là biểu tượng ở đây nè, mà chị quên tên là gì rồi. Đi nè. Nó đưa chân ra mình rời chân á. Mua biểu tượng đi kem về làm may mắn để chúc cho em gái của em sẽ sang được Nhật vào năm sau. Tí nhân vật á. Lạ. Arigato. Trời ơi, có gì. Định ôm xong cuối cùng giật lại. Ôm kiểu thấy nó chưa được tự nhiên, còn mình là nhẹ nhàng. Biết cái đó bánh bạch tuộc đây à? Thấy hàng này hả? Thấy hàng ở đây. Sumimasen. Hơi sốt nó đục hồ. Như đấy là bình thường mình là bộ nguyên một cục luôn mà. Vậy là ở đây đặc biệt hơn chỗ khác nữa. Cái đó cái cục đó là cái gì vậy con? Bánh bạch tuộc đúng không? Được rồi, món bánh bạch tuộc takoyaki đặc sản của Osaka đã xong rồi. Vị của nó như thế nào đây nhỉ? Takoyaki, bánh bạch tuộc. Bánh bạch tuộc. Ở bên nó còn cho cái mayonnaise lên nữa. Việt Nam cũng có mà đúng không?
Đây là chợ Kuromon, được gọi là khu nổi tiếng nhất của Osaka này. Wow. Khu chợ Kuromon, căn bếp của Osaka. Kuromon Ichiba, chợ ẩm thực đường phố hàng đầu ở Osaka, là nơi tập trung đủ mọi nguyên liệu cho bữa ăn tại nhà, như những loại rau tươi, hải sản hay thịt ngoại nhập. Nơi đây chuyên cung cấp thực phẩm cho các nhà hàng nổi tiếng ở Osaka. Gần đây cũng đã trở nên nổi tiếng với rất nhiều du khách nước ngoài. Đây là gì? Rượu tình yêu vô. Thấy cái này hay. Thấy cái này hay. Cái bình đẹp quá ha. Hay đúng không? Nhìn nó nhìn. Nhìn nó hay không biết rượu. Đó, mua cái đó về cho tặng ba đó. Cá lóc này chị này. Cá lóc ạ. Mua về Việt Nam ăn được không? Đó, cá nóc á. Mua mình ăn luôn tại đây. Xe ma xe. Chị ơi. Nhớ nó cười quá. Cha ma xe, ma xe. Bạn này nói tiếng Nhật có vẻ giỏi. Lần đầu tiên mấy cô ăn cá nóc. Phu gừ. Sống hả? Cũng giống như kiểu ăn sushi, mấy cái món sashimi thôi đúng không? Phải hết cái nước chấm cho mình lên. Lần thứ tư ăn món phu gừ nè. Ê, lần đầu tiên. Ăn ngoài không thấy chán á. Ăn không thấy chán. Gì vậy? Hôm đó ông làm gì vậy? Yeah. Ông tiếp thị đúng không? Anh nhìn anh biết là nghề cũ của anh đó. Không làm gì đâu, yêu mấy anh à. Thịt bò của mê chị ạ. Ít bò được rồi, thở. Thôi nhìn hấp dẫn chứ bộ. Ồ. 3.000. Đây là một que, trả bao nhiêu? 600.000 đó. Trời. 600.000 đó. Cô bê hả? Một cây này là 3.000 hay sao? Một cây là 3.000. Ôi, nhìn ngon vậy. Sao mắc quá vậy hả? Sao nó mắc quá ha? Cô ấy tiền sức rồi ta mới được cô tổ địch mà. Anh có ăn sống luôn. Hả? Ăn sống không? Hôm nay mình sẽ lóc mà là ăn sống hả trời? Lóc ăn sống chị. Ngon cực kỳ luôn. Đấy, xong rồi đây, xong rồi đây, xong rồi đây. Japanese sauce. Chút rồi kìa. Vô giờ ăn sống. Ngon, 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 ngon. Không có mùi. Không hề tanh. Ngon lắm. Cái nước đó là nước gì? Nước tương á hả? Nước tương đó, nước tương với mù tạt đó. Ồ. Rồi sao tự nhiên ăn cơm xong mà giờ vẫn đói bụng. Nhìn ngon quá. Ngon. Mấy cô giảm quá à. Chị mà cái gì chưa ăn không bao giờ chị ăn. Kéo dạng quá. Sợ nó đi. Muốn ăn nữa quá. Em thích cái đó hơn cá nóc đó. Đi là Osaka rồi. Thành Osaka. Thành Osaka. Nơi mà hai người đến là thành Osaka, có hào bao bọc bên ngoài và bên trong để quân địch khó tấn công vào. Đẹp quá vậy. Thành cổ. Lớp cửa. Rất là dày luôn. Cửa nè. Này giống mình đi rồi với ta. Cửa dày, một gang tay. Từng cái lớp đá này là lớp đá in đậm dấu ấn thời gian hả? Mình nghĩ lâu lắm rồi này. Mình lắng nghe đá nói chuyện, kể chuyện lịch sử cho mình nghe. Hey, hey, hey. Ôi, bà bị khùng rồi. Sao mình được ép tay vô nữa. Wow, cái cửa này nhìn khác nè. Cuối cùng cũng nhìn thấy được thành Osaka rồi. Đấy. Đi vào đây, ba cửa. Ôi, có thể đi trên cho nên hào luôn. Đi, mình vào bên này được. Bên này là phần chính diện của nó rồi. Bên kia là phần thì nhìn theo chiều kia sẽ về tới Nan Ba. Các phần nó nằm ngay cái tháp mà. Những cái tháp kia không? Ở ga tên luôn thì không không biết tên luôn gì. Hai người quyết định mặc thử trang phục của samurai. Hai người sẽ mặc trang phục như thế nào để chụp hình đây nhỉ? Tái hiện lại chiếc mũ đội đầu Kabuto của hai nhân vật lịch sử nổi tiếng ở Nhật Bản là Hideyoshi Toyotomi và Yukimura Sanada. Còn có cả kimono dành cho nữ giới nữa. Đây là một sự kiện rất được các du khách nước ngoài yêu thích. Sanada Yukimura. Are you ready? 3, 2, 1. Cuối cùng là đi mua quà lưu niệm. Cái chuối. Ở đây có nhiều phần. Bánh nào? Ở bển nhiều bánh đó, thèm bánh bển. Wow. Tràn bánh nó ngon. Và chúng ta còn có những cái tấm hình mà ngày hôm nay mình đã chụp
kỷ niệm với nhau nè. Thì Đông hãy chọn ra những cái tấm hình mà mình ưng ý, rồi Đông ghi lời nhắn lại để Miko sẽ trao tận tay đến gia đình của Đông. Yes. Đông nghĩ sắp tới á mình sẽ như thế nào? Mình sẽ thấy cảm thấy vui vẻ hơn, phải chơi nhiều hơn. Và vẫn phải học tốt ha. Học thì đương nhiên rồi, cố gắng hơn nhiều so với thành tích năm ngoái. Dạ, vậy là cũng nhờ chương trình Người Kết Nối và nhờ cô Lan Trinh được đúng không? Trời. Thôi là ôm nhau một cái rồi tạm biệt nha. Bye. Tạm biệt chị nha. Chào quý vị, không khí hôm nay thật là dễ chịu. Hiện giờ là Tường đang đứng tại thành phố Yokohama. Đây là một thành phố đông dân nhất của Nhật Bản đó thưa quý vị. Và hôm nay thì với thời tiết đẹp như thế này mình sẽ làm gì? Mình sẽ đưa quý vị đi đến gặp Tuấn Anh. Tôi đến thăm trung tâm huấn luyện của đội bóng chuyên nghiệp thuộc thành phố Yokohama, Yokohama FC. Hi, chào em. Dạ, em xin. Nguyễn Tuấn Anh là gương mặt đại diện cho nền bóng đá Việt Nam hiện nay. Tháng 1 năm 2016, Tuấn Anh đã đầu quân cho đội bóng Nhật Bản Yokohama FC với hợp đồng cho mượn. Ngay trước trận đấu đã xác định mục tiêu chiến thắng, chứng tỏ cậu ấy ngày càng trưởng thành. Và hiện nay, cậu ấy là cầu thủ đang được kỳ vọng nhất. Tuấn Anh dẫn chị đi đâu? Bây giờ em xin phép mời chị đến nhà em tham quan. Tự mời đến nhà, bên kia là xin mới cho tới. Công phượng Tuấn Anh mời cho Tường đến nhà chơi chứ không phải giống như em phải năn nỉ mới dẫn tới đâu. Đi. Đây là nơi cậu ấy ở. Giống như vậy ở chung cư Việt Nam á ha. Ở một mình đúng không? Dạ rồi. Đó, một mình một căn này là quá ngon rồi. Hàng chi mạnh dạn mời về nhà. Wow. Hiện Tuấn Anh đang sống một mình tại xin một căn hộ chu đi cây. Tiền thuê nhà do đội bóng trả nên cậu có thể tập trung vào sự nghiệp đá bóng của mình. Có cái nhà vậy ở cũng được. Đây phòng một. Hai phòng mới ghê chứ. Dư quá vậy. Đó là phòng ngủ. Vậy mình tới đây mình ở được không ta? Thông qua. Tưởng đâu tủ đựng đồ quý hiếm vậy mở. Có phụ nữ vô có khác ha. Dẹp hết trơn hay sao không có cái gì. Vô là tự động kéo rèm ra liền. Em dẹp hết rồi hả? Em phải để chị coi chứ sao em dẹp hết, không có gì trong nhà anh dẹp. Coi kẹo. Giống như cha em đi cô Lan Trinh luôn nè. Trời đất ơi, giấu giếm hết trơn vậy. Người ta còn hỏi, người ta còn từ từ trời nhẹ nhàng chị này. Hàng chi nó chủ động mời mình tới chơi, giấu hết trơn, không có một cái gì trong nhà hết trơn. Có tìm qua đời sống của người ta rồi, thế nào. Có một cô nào núp trong mạng trời. Trời. Có không? Có chắc bạn gái về đây chơi không? Không có. Nãy giờ tới nhà mỏ mời tôi uống nước. Người ta mở tủ lạnh nha, tập trước người ta còn xin phép. Chị thấy đâu? Cầm qua mà có bao lâu rồi? Là cách đây 2 tháng em dậy từ đó. Ai gửi qua đây cho em 2 tháng? Dạ, thì tốt gần về tập trung tuyển. À vậy hả? Mà sao không ăn mà còn nguyên vậy? Thì em đâu có anh ở nhà mấy đâu. Em thường anh ở đội hoặc là đi lo quán. Là mẹ làm hay là mẹ mua? Mẹ tự làm mà không ăn. Có chị về chị bé mẹ quay vô đi. Đó này bác. Tuấn Anh nó không có ăn nè bác. Dạ, vậy con ăn nha bác. Trời ơi. Chết với chị luôn á chị. Đúng là chị có chị Tường. Chị ơi. Chị có chị Tường thôi, hai đứa mình thua bó tay. Em lịch sự lắm chị, em tới nhà nó nhã nhặn. Trời ơi. Bà lục dưới luôn. Có gì hết. Rồi cái đã không thấy gì hết trơn á, từ từ đi. Ủa vậy chứ bình thường em không có học bài học dở gì hết hả? Dạ, có. Em học đâu rồi, em ngồi học ở đâu? Học ở trên giường. Học trên giường? Dạ. Học trên giường, học sao vô? Thì học chơi chơi. Trời đất ơi, rồi hả? Rồi nghe nhạc rồi có tivi đồ gì đâu. Ủa là em tivi là em tắt cáp mà. Tại sao? Lại không hiểu tiếng Nhật. Không hiểu là không học luôn hả? Em không học tiếng Nhật hả? Quan điểm bạn này khác Công Phượng hoàn toàn. Bây giờ nói được cỡ nào, nói được cái gì rồi? Không, chưa đâu mà được. Bình thường ví dụ như em giao tiếp ở trong đội á, thì là em nói chuyện sao? Có người thông dịch hả hay là em nói chuyện bằng tiếng gì? Cũng em nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh? Vâng. Vậy đó tiếng Anh giỏi lắm hả? Không giỏi nhưng mà kiểu
mình không nói thì không nói tiếng Anh thì chẳng em nói tiếng Việt. Thế là em cứ nói đại thôi. Sao không cố gắng học tiếng Nhật? Thì kiểu tại em nói được tiếng Anh. Em thấy cái lịch làm việc họ có căng quá không? Em có theo kịp? Em theo kịp. Bây giờ với em thì em quen với quần tập luyện ở đây. Tập từ 9 giờ tới 11 rưỡi, tầm 11 giờ hơn. Rồi có hôm thì tập thêm tạ. Tập thêm tạ. Là tập gym á hả? Cái đó là mình tập cá nhân hay là cũng là trong chương trình bắt trong buộc? Trong chương trình. Bắt buộc. Rồi chiều. Rồi chiều thì có hôm tập, có hôm nghỉ. Vậy thì những lúc nghỉ thì em làm gì? Em về em ngủ. Ngủ rồi tầm khoảng 4 rưỡi em rồi kém em lên đội. Rồi cũng tập thật nhẹ chút, rồi tắm rửa, rồi ăn cơm trên đội. Mới đầu em cũng không nghĩ em sang đây đá. Nhưng lần sau thì biết mình có cơ hội sang đây thì em cảm thấy hào hứng và cảm thấy đây là cơ hội. Kể cả bây giờ có cho mình chọn vỡ vại thì em vẫn chọn sang đây một năm để có cơ hội để mở mang hơn và trải nghiệm điều mới hơn. Nhưng bây giờ em muốn tiếp tục được ở đây nữa hay là em muốn đi về Việt Nam? Em vẫn chưa quyết định. Không nhớ gia đình à? Không nhớ ba mẹ à? Có thỉnh thoảng. Có thỉnh thoảng. Tại sao? Mấy bạn này toàn vậy không à? Đi đâu á? Em xa nhà cũng nhiều lần. Có hỏi lấy vợ gì không? Không. Từ từ á. Vậy chứ không. Hôm nay chị đến đây á là chị có đem một vài thông điệp từ gia đình của em đến để gửi cho em. Người nhà em có một số nhắn nhủ dành cho em. Bạn này chững chạc, điềm đạm hơn. Phượng là rụt rè thôi. Cô là... Dạ. Chào các cháu. Dạ. Cô là... Cô là mẹ của Tấn Anh. Lúc con nhắn thì nói chung là cô khỏe. Tất cả mọi thứ đi siêu âm thai thì của Tấn Anh thì nó diễn biến bình thường. Thế thì chú tin tưởng là chắc là đẻ dễ cái hồi đấy thì mình cũng làm bác sĩ sản khoa. Thôi. Vàng đồ ở nhà, làm chiếc đại dễ lành để luôn nha. Lúc này em mập lắm, khoảng 4kg. Bụ lắm. Anh nó là cái đứa nó không hữu động, nó không nghịch động gì. Thế là nó dễ bảo lắm, nó hiền, nó làm cái gì. Đi chơi về ở nhà anh có khách cứ hay đến nhà anh vậy. Tức nó không hữu động như đứa khác, nó chạy nhảy, nó đến đâu ngồi. Hồi ra bóng thì... trường cấp 1 thì nó hay có cái giải của huyện tổ chức là giải dành cho các cháu tiểu học đấy. Đã hay quá thì nhặt đi thi huyện đến để huấn luyện thì cháu đã hay quá thì huyện lại nhặt đi thi tỉnh. Khi con được đi sang đấy là mình thấy mừng bởi vì là cái nền văn hóa ở đấy là cái nhất. Hai nữa là cái nghề bóng đá ở bên đấy là nó phát triển hơn ở mình. Thì là con sang đấy là mình thấy là tốt cho con, tương lai của con mình. Mặc dù nó có thể nó không ra sân đi đâu nhưng mà tất cả những cách sống, cách làm, cách ngoại mặt của người Nhật thì mình học chứ. Thì đấy là cũng phấn khởi. Sau này nói vậy nó định hình cái lối sống của người con sau này. Mình phấn khởi. Đây là cái fan hâm mộ. Tặng từ này cho bốn cảnh. Fan hâm mộ Hà Nội. Đấy, cái giải U19 tại sân vận động Mỹ Đình. Chính được nhiều fan hâm mộ, người ta nhiều khán giả trong cả nước người ta yêu mến, mình thích. Mình chơi là cái cúp này, cái gì mình chơi này. Tức là làm sao mình đã được trong lòng của khán giả này. Đoàn mình đi tới đâu là được ăn uống linh đình tới đó. Tính anh nghe từ bé đến lớn là yêu thích nhất món là thịt gà kho gừng, nhưng mà lại phải kho, chúng ta là phải thích kho có nước một chút thì kho khô, không phải kho khô. Thứ hai là thịt gà ta, không phải gà công nghiệp. Rồi hay thích ăn món chả nem rán. Cháu Tuấn Anh yêu quý của ông, chúc cháu mạnh khỏe này,
rồi hăng say học tập này, rồi thực hiện tốt nội quy này. Cháu cố gắng đi nhé. Chúc cho cháu ở đấy yên tâm học tập và mạnh khỏe, đồng thời là hoàn thành được cái nhiệm vụ xuất sắc cho cái nền bóng đá của Việt Nam. Cách đây 9 năm có lẽ, cái ngày đó thì ông chỉ nhớ là ông chỉ nói với cháu một câu, cháu còn nhớ. Ông nói là biết đâu là chỉ độ 8-9 năm sau, thì lại là khi là đội tuyển Việt Nam ra sân để có Tuấn Anh, thì đúng rồi là như vậy, thì ông rất tự hào. Cố gắng là không để xảy ra chấn thương, tránh được những cái va chạm này. Nó không đáng có cho bản thân, là mẹ mình nhất. Chỉ mong là con quả bình an. Đây chúc con coi như là mọi sự yên bình, không bị chấn thương, sức khỏe tốt, học hỏi được nền bóng đá của Nhật Bản. Về sau này coi như là trở thành cầu thủ xuất sắc và cống hiến được nhiều cho câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia. Đấy là điều gia đình và bố mẹ là mình nhất. Nào, món quà chị đem qua thế nào? Dạ thì cũng rất bất ngờ và thấy động viên tinh thần mình. Cảm ơn tất cả mọi người trong chương ekip này, chương trình này thì đã làm cho em một món quà rất ý nghĩa cho em. Em cảm ơn mọi người. 1, 2, 3, cười gượng.